Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Với ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh sử Marco thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu vào một trong hội đường thành Capernaum ngày nghỉ lễ. Và điều kỳ diệu ở đó chính là việc những lời giảng dạy của Ngài được dân chúng hâm mộ đón nhận, và họ thừa nhận Ngài giảng một giáo lý mới, giảng như một đấng có uy quyền. Và ở đó Ngài đã chữa một người bị thần ô uế ám bằng chính lời quyền năng của Ngài. Chỉ phán một lời, quỷ liền xuất ra khỏi người bị ám. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện này có lẽ so với nhiều phép lạ hay nhiều những câu chuyện khác về Chúa Giêsu không nổi bật. Thế nhưng ở đây điều quan trọng chúng ta cần phải khám phá ra, đó là thấy được sức mạnh của lời Chúa Giêsu. Đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy lời Chúa Giêsu quả thật là lời quyền năng, lời khăng sống, lời có sức giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự cám dỗ của ma quỷ. Những người luật sĩ thời bấy giờ có trách nhiệm giải thích lề luật của Chúa để giúp cho dân chúng hiểu và dễ dàng thực thi, nên gọi họ là những luật sĩ. Họ có trách nhiệm giảng dạy lời của Chúa nữa. Thế mà so với Chúa Giêsu, ngay trong tâm thức, trong đánh giá nhìn nhận của dân chúng, thì họ thừa nhận rằng Chúa giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền bởi vì lời của Ngài thực sự là lời của Thiên Chúa. Đành rằng các luật sĩ đều nói về lời Chúa, lề luật của Chúa, nhưng mà từ trước đấy thì Thiên Chúa nói với con người qua các trung gian là các tiên tri, các tổ phụ. Vì vậy, khi giải thích cho dân Chúa hiểu lề luật của Chúa, thì nhiều khi các luật sĩ dùng cái trí khôn của con người, cái cách của con người và truyền tải vào đó, thay vì nội dung thánh ý của Thiên Chúa thì lại truyền tải cái ý muốn của con người. Vì vậy lời đó thỏa thật mang cái tính con người nhiều hơn. Còn lời của Chúa Giêsu, Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian, cho nên đây là lời Thiên Chúa trực tiếp nói với con người. Vì vậy người ta thấy ra một khác biệt hoàn toàn. Quả thật Ngài giảng như một đấng có uy quyền, bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa, lời của Ngài chính là lời Thiên Chúa sống động đang ngỏ với dân của Ngài. Và Ngài chỉ phán một lời, thần ô uế liền xuất khỏi người bị ám nhập, cho thấy được lời của Ngài chính là lời quyền năng. Lời của Ngài có sức giải thoát con người khỏi bị ma quỷ cám dỗ ám ảnh. Lời của Ngài mang lại sức sống. Người ta đã thừa nhận Ngài, kinh ngạc
về giáo lý của Ngài. Ngài giảng những điều hay lẽ phải, Ngài chỉ ra cho họ thấy mầu nhiệm về Thiên Chúa, Ngài hướng dẫn họ đường chính nẻo ngay để đi vào. Ngài an ủi, Ngài nâng đỡ động viên những người đau buồn, những người gặp khó khăn hoạn nạn. Cho nên mọi người nghe lời Ngài giảng đều kinh ngạc về thứ giáo lý của Ngài giảng dạy cho họ, và những lời giảng dạy giúp cho họ tìm kiếm được niềm vui, bình an và mở ra cho họ một hy vọng để họ vươn lên. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời Chúa và mời gọi mỗi người chúng ta phải biết yêu mến lời Chúa, học hỏi lời Chúa và thực thi lời Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay, vào cái thời đại thông tin mà người ta gọi là thông tin bùng nổ, một ngày chúng ta bị tràn ngập biết bao nhiêu luồng thông tin, nào là trên TV, báo chí, nào là trên các kênh mạng internet, vân vân, nào là thông truyền từ câu chuyện người này kể với người kia, biết bao nhiêu cái luồng tư tưởng, biết bao nhiêu cái luồng tin tức thông tin trái chiều nhau đổ dập vào đôi tai của chúng ta. Chính vì vậy mà ngày hôm nay người ta nói con người đang bị tra tấn bởi sự thông tin, chẳng hạn như quảng cáo chẳng hạn. Cái việc quảng cáo người ta cứ làm mạnh mẽ, nhanh chóng, dồn dập, lặp đi lặp lại để giết rồi tạo nên một cái ấn tượng về một món hàng nào đó, về một lĩnh vực nào đó mà người ta muốn quảng cáo. Để rồi khi nó đã ám nhập vào con người của mình thì mình cho rằng cái quảng cáo ấy là đúng, là hay, là tốt. Để rồi mình có ấn tượng về cái sản phẩm người ta quảng cáo, ấn tượng về cái lĩnh vực người ta quảng cáo. Cho nên khi gặp chuyện chúng ta dễ tìm đến với những mặt hàng, với những lĩnh vực đó. Và như vậy quảng cáo nó thành công, tìm mọi cách để gây cái áp lực, khiến cho người ta chỉ còn biết cái mảng sản phẩm của mình, cái lĩnh vực của mình mà thôi. Đó là chiêu bài của quảng cáo. Và thời buổi thông tin ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em, nhiều luồng tư tưởng, nhiều luồng thông tin chi phối, sai khiến con người của ta, khiến cho ngày hôm nay có nhiều cái trào lưu mà nhiều người đồng ý, mặc dù biết rằng nó sai trái về mặt luân lý và đạo đức. Thế mà vì có nhiều người tin theo, vì cái áp lực tuyên truyền dồn dập, cho nên cuối cùng người ta lệ thuộc và đi theo những cái đường lối sai trái ấy. Ví dụ như phá thai chẳng hạn, ai ai trong chúng ta cũng biết phá thai là một tội ác. Thế nhưng vì cái áp lực tuyên truyền phải thế này, phải thế kia, cho nên cuối cùng người ta chấp nhận đưa phá thai trở thành luật, được quyền phá thai, và người ta cho rằng phá thai như thế là bình thường. Thế thì giữa một cái thế giới ngày hôm nay đầy rẫy thông tin, bùng nổ thông tin như vậy, con người ta không còn có cơ hội, không còn tìm đến lời hằng sống của Thiên Chúa nữa. Người ta không còn được lắng nghe lời của Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy mà lời Chúa bị hạ giá trị. Chính vì vậy mà người ta chẳng thiết tha gì đến lời của Thiên Chúa nữa. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề để chúng ta suy nghĩ trong đời sống đức tin của mình. Ngày xưa, dân Do Thái nghe Chúa Giêsu giảng, họ kinh ngạc về giáo lý của Ngài. Họ thừa nhận Ngài giảng như một đấng có uy quyền, và danh tiếng của Ngài lan tràn khắp biển xứ Galilea. Nhưng mà ngày hôm nay cũng lời ấy được giao giảng cho chúng ta. Tâm hồn chúng ta đón nhận như thế nào? Một cách đơn giản thôi, trong thánh lễ chúng ta tham dự, chúng ta vẫn đến đây đó, chúng ta vẫn ngồi đây đó, và mọi người có lẽ đang chăm chăm chú đây đó. Nhưng có thực sự là tâm hồn chúng ta mở ra để đón lời của Chúa hay không? Kết thúc thánh lễ rồi, có lời Chúa nào đọng lại trong tâm trí của chúng ta không? Hay ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, mắt ngước nhìn lên bàn thờ, nhưng tai chúng ta thì lại chẳng nghe lời Chúa, bởi vì tâm trí chúng ta lúc này đang bị chi phối bởi biết bao nhiêu những vấn đề khác của cuộc sống. Cho nên
lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tìm lại cái chân giá trị đích thực cho cuộc đời của mình là đến với lời của Thiên Chúa. Phải coi lại xem coi ngày hôm nay chúng ta đánh giá và cho lời Chúa có vai trò như thế nào trong cuộc sống của mình, có phải là vai trò quan trọng nhất hay không? Và tôi nghĩ chắc là không. Bây giờ mà đưa lời Chúa, đưa tiền và đô la lên cân thì chắc có lẽ tiền và đô la nó quan trọng hơn. Bây giờ mà đưa lời Chúa và những cái tin đồn vớ vẩn lung tung ở ngoài, những xì căng đan của người này người kia, thì có lẽ những chuyện đó nó quan trọng hơn, chi phối chúng ta, làm cho chúng ta quan tâm hơn là lời của Chúa. Chính vì bỏ lời Chúa như vậy cho nên con người chúng ta mất định hướng, không biết đi về đâu. Chính vì bỏ lời Chúa là lời hằng sống, lời quyền năng, cho nên ngày hôm nay người ta dễ chạy theo những trào lưu, những tư tưởng sai lầm, lạc lối, vô thần cộng sản, những thứ loại Thiên Chúa ra, để rồi cuối cùng là gì? Là một cái xã hội đầy bệnh hoạn, đầy tệ nạn, đầy cái sai, đầy cái ác. Ngày hôm nay đó, thần nô uế nó ám con người chúng ta đó, nó nhập vào chúng ta không phải theo cái kiểu ngày xưa nó nhập vào rồi gây khùng khùng điên điên la la hét hét. Không phải như vậy nữa đâu. Mà ngày hôm nay thần nô uế là gì? Là những trào lưu, những tư tưởng, những sự cám dỗ, tội lỗi, bệnh hoạn, nó làm cho con người và xã hội này trở nên băng hoại về mặt luân lý. Nó làm cho xã hội và con người này không còn khao khát hướng thiện nữa, mà chỉ đi tìm những cái gì sai trái, thụ hưởng, ích kỷ cho cá nhân của mình. Ngày hôm nay, cái thứ thần ô uế nó làm cho cái xã hội chúng ta, con người không còn sống đạo đức và thánh thiện nữa, mà chỉ có buông trôi, buông thả cuộc đời của mình trong đam mê, trong dục vọng, trong tội lỗi mà thôi. Thế thì sức mạnh nào để có thể tẩy trừ được cái loại thần ô uế độc ác này? Xin thưa, chỉ có lời của Chúa mà thôi. Người ta bất lực khi bị quỷ ám, nhưng mà có lời của Chúa, có sự hiện diện của Thiên Chúa xua trừ được tất cả. Vì vậy, với chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, phải lấy lời Chúa là sức mạnh, là vũ khí, để chúng ta loại đi những thứ quỷ ám, những thứ thần ô uế đang làm băng hoại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một xã hội đầy tệ nạn, đầy bạo lực, đầy sự vô luân. Người ta chém giết nhau, người ta hận thù nhau một cách dễ dàng, lạnh lùng. Đó là cái thứ thần ô uế, nó làm cho cái đời sống nó đi xuống rồi, xuống cấp về mặt đạo đức, về mặt luân lý rồi. Tình yêu không còn cái giá trị gì khác nữa, không còn cái ý nghĩa gì khác cả. Vì thế chúng ta phải lấy lời Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Phải sống lời Chúa thì chúng ta mới loại ra được trong cuộc đời của mỗi người và toàn thể xã hội chúng ta những thứ thần ô uế ám ảnh ấy. Vậy với lời Chúa ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cố gắng yêu mến lời Chúa, học hỏi lời Chúa và chuyên cần thực thi lời Chúa trong cuộc sống của mình. Lời của Ngài là lời quyền năng, có sức biến đổi chúng ta từ những con người yếu đuối tội lỗi để lột xác trở thành những con người đạo đức thánh thiện, những con người can trường sống đức tin của mình. Lời Chúa ngày hôm nay là lời quyền năng có khả năng giải thoát chúng ta khỏi cái ách đô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, cho sự chết, bởi vì lời Chúa mở ra cho chúng ta con đường sống, con đường giải thoát, con đường hướng thiện, con đường con người phải sống với nhau bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng sự hận thù, báo oán. Vậy ước gì mỗi người chúng ta nhờ lời Chúa hôm nay soi sáng và hướng dẫn, chúng ta được đánh động lương tâm để chúng ta nhận ra được vai trò quan trọng lớn lao của lời Chúa trong cuộc sống của mình. Và nhờ đó chúng ta biết đón nhận lời Chúa đến với chúng ta mỗi ngày, để từng ngày chúng ta nỗ lực lắng nghe và thực thi lời Chúa. Xác tín rằng lời Chúa là lời hằng sống, lời quyền năng, lời có sức giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng thể hiện niềm xác tín ấy qua kinh Tín Thánh, chúng ta cùng tuyên xưng.